chưa bấm chưa? Mình sẽ tới cái làng của người khách gia ở Tân Trúc. Làng này người ta gọi là Bầy Cù. Thì bữa nay mình sẽ thử một cái món Phương Phương, món đó là món gì quên rồi? Lầy xà. Là cái món này có rất là nhiều thứ trộn vô. Và đây là món truyền thống của người khách gia. Hello. Bây giờ mình chờ nha, mình chờ người ta đem ra là mình sẽ trộn hết các thứ đó vô. Đây, tình cờ gặp được một chị người Việt Nam luôn. Việt Nam nha. Chị quê đâu? Chị quê miền Trung. Miền Trung. Ừ. Rồi tụi em miền Tây. Chị Nghệ An. À, thành phố mình Nghệ An đó. Đây, đem ra. Cái này đầu tiên là sẽ có một cái đây là mình có một cái này phải là cái chài cái cối nè. Rồi cái này chị ơi, chị giải thích cho em coi cái này là cái gì. Cái này là trà đó, trà xanh đó. Trà xanh. Ê, quên xích thích vô trà xanh cho thấy trà xanh có trà nha. Trà xanh nè. Đây là vừng hạt vừng á, bình thường của mình gọi hạt mè. Hạt mè nha, miền Nam gọi là hạt mè. Miền Nam hạt mè đúng rồi. quay thẳng đi hơn quay cái này là hạt bí á, hạt bí nha. À cái này em biết nha. Ừ đúng rồi, cái này cái này là đậu phộng. Ừ, đúng rồi. Ở ngoài thì người ta kêu là lạc lạc. Còn cái này không biết. Cái này là đậu phộng chỉ làm xong rồi đó. À bột đậu hả? Bột đậu là em có 22 loại đậu hả? Ví dụ như là đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đỏ, nhiều loại hạt mè, trà. Yeah. Rồi bây giờ mình làm sao là chị chỉ đi. Rồi nhá. Bắt đầu từ cái trà này. Trà này em làm xong rồi cho nó nhỏ để nó ra thành bột. Xong rồi em làm cái này. Cho cái này vào. Ê, bây giờ em bỏ này vô hả? Ok, rồi em làm luôn nè. Rồi em sợ em đập cái này nhanh tụm lum. Cái này nhanh đây mình xem là nhá. Cái này em quay. Chị em dở cái này. Em có cần phải để đâu không? Dạ không. Có chỗ nào để không? Thôi đi. Bây giờ mình sẽ làm mà. Mình làm cái này nha. Chúng ta sẽ nghiền cái này thành bột nha mọi người. Nhưng mà mình không biết mình làm chừng nào nó mới thành bột. Mình đang cố gắng làm nhỏ như thế này. Chị ơi, chị đâu rồi? Được không? Được chưa?
Chúc Tết là chúng ta bỏ mẹ phá không vậy? Cũng làm vậy luôn hả? Chúc Tết là mè nha mọi người, mình cũng làm y chang vậy. Ồ, lúc đang làm mấy cái hạt mè này rất là thơm. Bây giờ mình đỡ tay nha mọi người, làm chút mỏi tay quá, bây giờ tới phiên Henry làm. Nói chung là mọi thứ mình cứ bỏ vô, mình nghiền từ từ cho tất cả đều nhuyễn như ra. Khi nào bóc lộn mà bỏ bóc lộn cái bát snack đó thảy vô trong đó nghiền luôn. Rồi sau khi mè với trà đã nhuyễn thì chúng ta bỏ hạt bí vô. Một phần của cái có này nó cũng là một cái phần quyết định nữa. Là cái có nó có khé. Chứ để cái có kia của mình á chắc 7 tới mốt luôn, tại vì nó chạy. Của mình là chắc ngồi giả ra. Mình chắc đập quá. Nó bỏ vô máy nghiền hả cho nó nhanh. Giờ tiếp tới chúng ta bỏ vô đậu phộng. Ok. Sau khi chúng ta đã trộn hết những cái này, chúng ta đã nghiền nó ra tinh dầu á mọi người, thì mình sẽ cho cái bột đậu này vô. Bây giờ trộn. Thì chúng ta sau khi chúng ta làm xong á thì mệt quá chúng ta sẽ không uống nữa, mà chúng ta sẽ một ly làm sẵn uống. Nhìn dáng dễ sợ. Trộn thì cũng phải tán cho nó đi. 2:09. Mình tán cho nó đều hết, cho cái dầu nó thấm vô cái bột đậu hòa trộn với nhau tơi ra trở lại. Đây là sản phẩm và mình sẽ chuẩn bị đang chờ nước sôi. Nước sôi chắc là đổ vô thôi, chứ mình cũng sẵn cái gì mình chờ nha. No.
là cái vị mùi thơm mùi trà và thơm mùi đậu, nhất là mùi đậu này nghe rõ. Mình nghĩ cái món này quan trọng nhất là cái phần bột bỏ vô cuối cùng từ mấy chục loại đậu. Cái loại đó thì mình không biết để mình bắt chước, bởi vì cái đó là công thức riêng của người khách gia. Nhưng mà chồng của bếp là người khách gia thì hôm nào mình phải hỏi mình thử. Hồi nãy em uống ngoài kia mà nó hơi ngọt hơn, chắc là nó để có thêm đường hay sao á. Có thêm đường á. Dạ, cái này uống vừa cái vị vừa phải. Cái này làm cái này không có đường, cái cốc không có cái đường. Cái cốc cuối cùng á hả, cái cốc là bột đúng không? À. Cái này là ngon nhờ cái cốc bột cuối cùng á. Cái đó là công thức thôi cho em. Mang về Việt Nam bán. Không bị ai ngoài hả? Từ Việt Nam mình sang đây mua gì cái này về. Dạ. Ủa cái món này là của người khách gia chứ ở nhà bạn ở nhà bên mãi hay không có làm à? Nhờ cái sự xinh đẹp và dễ thương mà tụi mình đã được chị ở đây, thì người Việt Nam cho một số loại pha sẵn nè, ví dụ như là có cái gì nè, trà xanh nè, cái này là gừng nè, red day là gì đó nhỉ? Red day sẽ làm táo đỏ. À. Cái táo luôn. Táo đỏ, táo tàu. Ginger. Đây là những cái bịch mà loại pha sẵn đó mọi người. Giờ cái này chắc là nó uống này rất là tốt luôn á. Nhanh hơn này cơ. Ôi vui rồi.